Xin chào các bạn, đây là số thứ 2 của góc hỏi đáp trên Clickbait Channel. Trong số đầu tiên thì ở phần cuối mình có hỏi các bạn đó là giá của chiếc iPhone 7 256GB lock tại Clickbait sẽ là bao nhiêu. Và mình xin được chúc mừng bạn Nam Cao khi đã có một cái câu trả lời cực kỳ chính xác, đó là 13.990.000. Link của sản phẩm các bạn có thể click vào đây để chúng ta có thể tham khảo rõ ràng hơn. Mức giá hiện tại của nó ở Clickbait sẽ chỉ là 13.990.000 cho phiên bản đó là 256GB. Và với phiên bản 128GB mức giá sẽ chỉ là 12.990.000 mà thôi. 13 triệu các bạn đã có thể sở hữu được cho mình một chiếc iPhone 7 lock. Tuyệt vời không? Rồi, và có lẽ là bây giờ chúng ta sẽ không cần mất nhiều thời gian của nhau nữa. Hãy cùng nhau bắt đầu với những câu hỏi đầu tiên trong góc hỏi đáp trên Clickbait Channel số thứ 2. Câu hỏi đầu tiên của bạn Milo Miso. Không hiểu nghĩa lắm. Nên mua Galaxy A7 2015 hay Z7 2016 vậy anh? Tầm giá hai em này sát nhau quá. Trong tầm giá dưới 7 triệu thì nên mua máy gì vậy? Ở hai con này có hơn 3 triệu mà. Bạn hỏi tận hơn 7 triệu thì sẽ có rất nhiều sự lựa chọn khác dành đến cho bạn. Tiêu chí là cấu hình cao, cam đẹp, không quan trọng máy cũ hay máy mới. Đầu tiên mình sẽ phải trả lời đó là tầm giá dưới 7 triệu. Các bạn nên tích thêm một chút tiền để mua chiếc Samsung Galaxy S7 cũ đến từ thị trường Mỹ đã qua sử dụng tại Clickbait. Mức giá của nó sẽ chỉ là hơn 7 triệu một chút mà thôi. Hãy cố gắng tích thêm tiền. Tại vì trải nghiệm Galaxy S7 nó là một sự lựa chọn quá là sáng suốt luôn. Và mình nghĩ rằng là nó đang là sản phẩm tốt nhất ở mức giá. Flagship thì hỗ trợ lâu dài, game ngon, màn hình đẹp, cam tuyệt vời. Không phải lo luôn. Đó. Còn có một cái câu hỏi đó là A7 2015 hay Z7 2016 vậy anh? Hai sản phẩm này nó có cái mức giá khá là sàn sàn nhau. Nhưng nó sẽ có những điểm chung là sau đây. Thứ nhất đó là Galaxy A7 2015 nó sử dụng con chip đó là Snapdragon 615. Còn Z7 2016 nó là Snapdragon 617. Hai con chip này thì nói chung là về hiệu năng nó không chênh lệch nhau quá nhiều. Nhưng Z7 nó là có tới 3GB RAM. Còn A7 2015 nó chỉ có là 2GB RAM mà thôi. Tức là xét về phần cấu hình, bạn nên lựa chọn đó là Z7 2016. Tại vì bạn nói là tiêu chí là cấu hình cao. Còn nói về camera đúng không? Cái sản phẩm này camera nó khá là tương tự nhau, không có một điều gì gọi là ấn tượng cả. Tuy nhiên thì selfie mình vẫn đánh giá cao trên Z7 hơn, tại vì nó có thêm cái đèn flash để hỗ trợ vào buổi tối dành cho các bạn. Cũng như là nó là camera của năm 2016, nó vẫn tốt hơn chút chút so với camera của năm 2015. Nhưng bù lại thì với A7 2015 nó có một thiết kế rất đẹp. Và các bạn có thể thấy là cái kiểu kim loại nguyên khối này cầm nó rất sáng choành. Nhưng Z7 2016 nó lại có một cái lợi thế, đó là thời lượng pin cực kỳ ấn tượng. Viên pin có dung lượng lên tới là 3.300 mAh. Ở khoản này nó đã đập bẹp chiếc đó là A7 2015 rồi. Sự lựa chọn, mình nghĩ là các bạn đã lựa chọn được rồi. Câu hỏi số 2 của bạn 1234561236. Không biết là nick clone hay là nick kiểu gì đây, nhưng mà mình thấy cái tên cũng khá là buồn cười luôn. Có nên mua S7, S7S lúc này không ạ? Vì S8 cũng sắp ra với nhiều công nghệ mới, cùng với đó là S7 vừa có một vụ cháy nổ. Mong anh tư vấn giúp em đang băn khoăn quá thành anh nhiều. Cái điều băn khoăn của bạn rất là có cơ sở. Tại vì thứ nhất đó là cái vụ cháy nổ của S7 vừa rồi, theo như cái nguồn tin thân cận mà mình chim lặn được thì nó đến từ Mỹ. Mà những chiếc S7 đang có mặt tại thị trường Việt Nam hầu như là đến từ Mỹ. Nhưng các bạn đừng có lo, bởi vì sao? Bởi vì nó chưa lên đến cái mức độ gọi là mặt báo, chưa lên cái mức gọi là hiện tượng giống như Galaxy Note 7. Thì nó vẫn chưa phải là một điều gì đáng lo ngại cả. Mà chúng ta lại có một cái điều phân vân, tại vì hầu như sản phẩm nào trên thế giới hiện nay đều gặp phải cái hiện tượng đó là cháy nổ trên một vài sản phẩm. Theo như các bạn mà sử dụng không hợp lý, sạc không hợp lý này, hay là chúng ta sử dụng đến mức độ nóng quá mà lại vẫn cố kích thích máy kiểu như thế nào, thì có thể là phần pin nó sẽ không được đảm bảo. Tại vì các bạn phải lưu ý đó là những sản phẩm điện tử thì nó sẽ có mức giới hạn nhiệt độ để mà chúng ta sử dụng. Ví dụ nó có thể hoạt động từ 0 độ C cho tới tầm 40 độ C thì nó hoạt động là tốt nhất. Còn nếu mà vượt quá cái nhiệt độ đó thì kết hợp giữa nhiệt độ bên ngoài này rồi là nhiệt độ mà các bạn đang sử dụng thì máy nó nóng, tức là chúng ta bị nhiệt độ cộng hưởng của nhiệt độ, nó sẽ tạo ra cái hiện tượng gọi là hơi nguy hiểm. Tại vì cái phần pin cũng rất dễ để cháy nổ, lại kết hợp với cái việc kim loại nguyên khối có khả năng chống nước nó rất kín. Tức là các bạn phải lưu ý vấn đề này, nó sẽ có rất nhiều nguyên nhân nhưng nó chưa đến cái mức độ gọi là báo động giống như là Note 7, thì chúng ta vẫn cứ yên tâm về vấn đề chất lượng của những sản phẩm này. Còn bạn hỏi có nên mua S7, S7S lúc này hay không? Bây giờ mình hỏi lại các bạn một câu. Ngoài chiếc Galaxy S7 và S7S cao cấp nhất của Samsung ở thời điểm hiện tại, thì còn chiếc flagship nào của Samsung đáng mua hơn hay là không? Ngoài Note 5 ra thì đương nhiên là không rồi. Tại vì Note 5 nó là một dòng Note khác biệt. Còn với những chiếc S thì S7 và S7S vẫn luôn rất đáng lựa chọn ở thời điểm hiện tại. Hơn nữa với mức giá của nó thì sao? Chỉ khoảng tầm hơn 7 triệu với S7 và khoảng tầm độ 10 triệu với S7S. Thì đây là một con số quá tuyệt vời dành đến cho bạn rồi. Rẻ, ngon, trải nghiệm rất là đã. Mua đi. Câu hỏi thứ 3 của bạn Phạm Khánh.
Anh ơi, mong anh trả lời câu hỏi của em. Anh trả lời đây. Củ sạc 2A nhưng dây sạc chỉ là dây của củ sạc 1A. Vậy liệu có ảnh hưởng đến nguồn điện vào của củ sạc 2A không ạ? Mong anh trả lời. Rồi. Bạn gọi hỏi đáp nữa. Ok, bạn gọi thì mình đã sẽ đáp ở đây. Thứ nhất thì các bạn sẽ phải quan tâm ở đây đó là gì? Đó là cái cục sạc 2A và cục sạc 1A thì nó là cái phần adapter riêng bên ngoài. Còn cái dây sạc thì nó lại là một cái thành phần khác. Chúng ta sẽ có những cái thứ ở đây mà các bạn sẽ cần quan tâm. Dây sạc nó có ảnh hưởng một phần đến cái tốc độ sạc của những sản phẩm này. Dây sạc ngắn, dây sạc dài hoặc là cái phần gọi là lõi dây đồng ở phía bên trong. Nếu như các bạn trước đây đã quan tâm đến kênh Clickbait Channel thì Tùng Trôn đã có một thí nghiệm công nghệ. Đó là dây sạc ngắn và dây sạc dài có ảnh hưởng nhiều đến cái tốc độ sạc hay là không. Và câu trả lời đó là có ảnh hưởng đến một chút. Ở đây đó là bạn Tùng Trôn, bạn ấy còn sử dụng cái sợi dây với chất lượng rất cao đến từ Anker. Nhưng ở đây thì chúng ta lại phải quan tâm đến là gì? Đó là cái dây sạc của cái bộ sạc 1A, nó là đến từ thương hiệu nào và nó có một chất lượng tốt hay là không. Với quan điểm của mình ạ, thì cái sự ảnh hưởng nó là không nhiều. Tuy nhiên thì nó sẽ vẫn ảnh hưởng đến một phần. Tại vì có thể là những bộ sạc dây 1A, cái phần lõi đồng bên trong, cái trở kháng của nó hay là cái khả năng dẫn điện của nó thấp hơn so với là dây bộ sạc 2A. Các bạn vẫn có thể sử dụng để sạc cho nhau một cách rất là dễ chịu. Theo những cái lời khuyên của mình ạ, các bạn vẫn nên lựa chọn những cái sợi dây chính hãng xịn để mà chúng ta có một cái thời gian sạc là đảm bảo. Cũng như là khi kết nối tới với những thiết bị khác, ví dụ như là PC hay là MacBook gì đó để mà chúng ta lốt nhạc, chuyển file dữ liệu thì nó vẫn mang lại cho bạn những trải nghiệm tốt hơn. Bên cạnh đó, với những cái sản phẩm sạc nhanh á, thì có thể với một vài những cái sợi dây đó là cáp micro USB đẹp thì nó sẽ không hỗ trợ được cái công nghệ sạc nhanh này. Đó cũng chính là vấn đề chất lượng của dây sạc ảnh hưởng đến tốc độ sạc là như thế nào đó. Thế nhá, hãy cố gắng tìm cho mình một sợi dây tốt. Tốt nhất là nên mua sợi dây chính hãng, zin, xịn. Clickbait bán nhiều lắm. Số mấy ta? Hình như số 4 rồi. Em rất yêu thích Clickbait vì lượng sản phẩm phong phú và giá cả phải chăng? Thay mặt Clickbait, cảm ơn bạn. Trước đây em đã từng mua Note 5 Mỹ tại Clickbait. Sắp tới em du học nên muốn mua iPhone 6 Plus sử dụng trong thời gian lâu ở bên nước ngoài. Không biết nếu mua máy lock và sử dụng SIM ghép có dùng được ở Úc hay không? Mình nhớ không nhầm thì giá iPhone tại Úc cũng không thực sự là quá đắt. Thế nên là lời khuyên của mình vẫn là nên mua máy quốc tế ở Việt Nam thôi. Tuy nhiên thì bạn hỏi đó là không biết mua máy lock và sử dụng SIM ghép có dùng được ở Úc hay là không? Thì mình có một cái giả thiết như thế này nhá. Ví dụ mà các bạn sử dụng máy lock đến từ thị trường Nhật Bản đi, về đến Việt Nam sử dụng SIM ghép để unlock sóng ở cái thị trường Việt Nam, chúng ta vẫn có thể sử dụng được. Thì theo một cái mô típ khác, tức là chúng ta mang những cái chiếc đó là iPhone lock đó sang bên thị trường Úc và chúng ta sử dụng SIM ghép thì vẫn có thể sử dụng được, nếu như cái SIM ghép đó có hỗ trợ dành cho những chiếc SIM ở bên Úc. Điều này thì mình không thể nào mình trả lời chắc chắn 100% được. Tại vì sao? Tại vì là mình chưa sang bên Úc, mình không rõ là công nghệ mạng bên đó như thế nào, GSM, CDMA hay là SIM ghép có hỗ trợ tới nó hay là không. Nhưng theo một cái logic đơn giản, đó là Nhật sử dụng SIM ghép sử dụng được tại ở thị trường Việt Nam thì máy Nhật, lock Nhật đó mang sang bên Úc, mang SIM ghép đó chỉ cần có loại hỗ trợ dành cho SIM bên Úc thì các bạn cũng có thể sử dụng được. Chứ còn nếu mà hỏi rằng SIM ghép của Việt Nam có hỗ trợ cho bên Úc hay không thì cái này khó trả lời quá, mình không trả lời được. Nên là thôi, lời khuyên của mình đó là các bạn cứ mua quốc tế đi. Tại vì mức giá của những chiếc iPhone 6 Plus tại Clickbait, quốc tế và lock nó cũng không chênh lệch nhau là quá nhiều. Đã có tiền đi du học rồi, ngại gì thời tiết thêm một tí xíu, mua iPhone 6 Plus quốc tế đi nha. Và đây là câu hỏi cuối cùng của bạn Liêm Nguyễn. Cho em hỏi, em hỏi đi. Em muốn mua một cái điện thoại tầm 5 triệu thôi mà em thấy Clickbait có con Samsung Galaxy On 7 2016 giá tầm đó. Vậy máy đó có hỗ trợ sạc nhanh không ạ? Em mua cho bạn gái em và so sánh giúp em con On 7 với con Note 4. Clickbait giúp em với nha. Nếu thấy được em sẽ qua Clickbait mua ngay. Em đang cần mua máy liền. Em cảm ơn. Đầu tiên thì mình sẽ phải trả lời luôn như thế này. Đó là Galaxy On 7 2016 thực sự rất đáng mua ở phân khúc mức giá của nó. Giá của nó tại Clickbait thì các bạn có thể tham khảo ở đây. Nó là khoảng tầm hơn 5 triệu một chút và mình không nhớ rõ giá cụ thể, khoảng tầm 5 triệu rưỡi gì đó. Đầu tiên là cái cấu hình thì nó sử dụng con chip Snapdragon 625, 3GB RAM và chúng ta sẽ có màn hình đó là Full HD, kích thước đó là 5,5 inch, sử dụng công nghệ TFT PLS. Thì ở cái đặc điểm về cấu hình của nó thì nó có thể gánh ngon tất cả mọi nhu cầu của bạn trong ít nhất là năm nay hoặc là năm sau. Và thậm chí là chơi game, nó vẫn mang lại cho bạn những trải nghiệm rất tốt về gaming. Bên cạnh đó thì nó có hỗ trợ sạc nhanh với công nghệ đó là Quick Charge 2.0 và nó sẽ có thể sạc đầy viên pin với dung lượng là 3300mAh của nó và khoảng gần 2 tiếng. Đây là một thời gian sạc rất tốt dành cho bạn. Em mua cho bạn gái thì rất đáng mừng, đó là chiếc
On 7 này có phiên bản màu rose gold và đương nhiên con gái thì thực sự rất thích màu này và mình cũng đánh giá nó là rất là đẹp. Bên cạnh đó thì bạn so sánh với Galaxy Note 4 thì mình có thể đưa ra những tiêu chí như sau. Galaxy Note 4 có một màn hình lớn hơn, công nghệ Super AMOLED rực rỡ, nịnh mắt hơn và nó có thêm chiếc bút S Pen. Nhưng sản phẩm này ra mắt khá là lâu rồi và chúng ta sẽ bắt gặp những vấn đề sau đây. Camera thế hệ cũ và đặc biệt đó là camera selfie không ngon. Tuy nhiên bạn mua cho bạn gái của bạn thì camera selfie phải là cái thứ đặt lên hàng đầu. Con gái selfie rất là thích luôn. Và nếu để selfie đẹp thì hãy lựa chọn On 7, tại vì camera selfie của nó có độ phân giải lên tới là 80 megapixel, góc chụp cũng như khả năng làm hiện ra là rất tốt. Bên cạnh đó thì với cái việc đó là hỗ trợ lâu dài về phần mềm thì Galaxy Note 4 đã ra mắt được 2 năm, dường như là trong năm sau tới đây thì Galaxy Note 4 sẽ bị dừng hỗ trợ bởi Samsung. Điều này thì nó lại khác so với On 7. On 7 mới ra mắt được trong một thời gian gần đây thôi và đương nhiên Samsung sẽ còn phải hỗ trợ nó ít nhất trong năm sau hoặc là năm sau nữa. Hiện nay Samsung đã đang quan tâm rất tốt đến những thiết bị tầm trung của mình. Điều đó chứng tỏ là gì? Galaxy On 7 vẫn đáng lựa chọn hơn rất nhiều so với Galaxy Note 4. Tuy nhiên nếu mà các bạn là gọi là thanh niên vọc vạch công nghệ thì Note 4 lại có những cái điểm mạnh của mình. Khi mà ROM hỗ trợ rất nhiều, bên cạnh đó chúng ta lại có một cái mức giá dễ chịu hơn. Note 4 bây giờ tại ClickBuy cũng đang có một mức giá rất hấp dẫn dành đến cho bạn rồi. Vậy thì các bạn sẽ lựa chọn sản phẩm nào? Mình khuyên với bạn Lưu Nguyễn, đó là bạn gái bạn, thì hãy nên On 7. Còn đối với những thanh niên khác thì Note 4 cũng sẽ là một sự lựa chọn nên phân vân. Và đó là 5 câu hỏi trong số thứ 2 của chuyên mục Góc hỏi đáp trên ClickBuy Channel. Ở đây, mình sẽ có một câu hỏi tiếp theo dành đến cho các bạn để chúng ta có thể giật qua giống như là iPhone 7 Lock 256GB tại ClickBuy. Các bạn hãy lắng nghe câu hỏi nhé. Sắp tới thì ClickBuy sẽ triển khai những cái cấp độ bảo hành iPhone rất mới và ở cái cấp độ cao nhất dành cho các bạn đó là rút ngắn thời gian bảo hành xuống mức tối thiểu nhất có thể đối với những sản phẩm phải giữ lại sửa chữa. Các bạn hẳn còn nhớ là đối với chế độ bảo hành iPhone tại ClickBuy thì là 1 đổi 1 trong 6 tháng đối với những máy cũ và gặp những cái lỗi rất là nặng. Tuy nhiên với những cái lỗi khác thì sẽ được giữ lại sửa chữa. Và các bạn hãy đoán xem cho mình, đó là cấp độ cao nhất, thời gian sửa chữa của những sản phẩm này sẽ là bao lâu? Hãy để lại ý kiến của mình, ai trả lời đúng nhất và sớm nhất đương nhiên sẽ là chủ nhân của phần quà tiếp theo. Còn bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ được dừng lại tại đây nhờ. 5 câu hỏi tiếp theo xuất hiện trong góc hỏi đáp số thứ 3 cũng sẽ nhận được những phần quà nhỏ nhỏ đến từ mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo. Bye.